Hello, xin chào toàn anh em trở lại với video tiếp theo của mình nha. Thì ở video trước thì mình còn đánh champion ở ác chính luôn anh em. Ok, hôm nay tiếp tục lại đánh champion ở ác 2 anh em nha. Ok, thì trước tiên mở cái dương cho đỏ ra anh em ơi. Mở dương cho đỏ đã. Ok, Jose. Đánh champion anh em ơi, đánh champion đây. Anh em ơi. Đó. Bên anh chán quá, lại không, tôi cho biến to, chán quá, sorry, mình không biết. Trời ơi. Ok, mình sẽ đánh champion nha anh em nha, champion mình sẽ đánh champion ship này. Nhãn dán này cực kỳ đẹp hơn như lống con demon mình nói lần trước đúng không, 10 kim cương anh em nha, đầu tư luôn. Ok, xem deck nào anh em ơi. Mang hạn 2 dạng mana đi. Đúng không anh em? Từ từ. Mang cái này đi. Mang cái này đi. Đấy, ok anh em ơi, đánh luôn anh em nha. Phải win luôn anh em ạ, đánh phải win à. Anh em đánh phải tự tin trong người vào nha anh em, đừng có run sợ chết người đấy. Free Fire 2 a bạn này có lan, này có lan 2 anh em. Thế còn Free Fire 1 nữa chứ, đúng không anh em? Free 2 đây, cờ làm Việt Nam 2. Úi giời, điểm số 2 đi anh em ạ, cực kỳ đẹp luôn. À chết rồi, bạn này có dạng mana rồi. Ây da, có dạng mana rồi, chơi khét thế nhở. Tí thì cho biến xương của anh em ạ. Ok, chắc chắn là đường trên mình thua rồi anh em ơi, không bị cãi. Đó là sự thật, không phải bàn cãi anh em ạ. Đó hoàn toàn là sự thật, không phải bàn cãi. Mình đợi có phá nhân thạch thì ngon anh em ơi. Có phá nhân thạch anh em nha, ván này win rồi. Good game. Chết rồi, có vẻ mình hơi gáy anh em ạ, hơi gáy sớm quá. Đấy, quánh luôn anh em ơi. Đây là đẩy cáp với chúng tôi à, đừng có đẩy, ở đây. Tụi mình quánh cho đấy. Đừng có đẩy ở đây, tụi mình quánh cho đấy. Hút linh hồn của mình cái này bạn ơi. Một quả canon là đủ kết liễu nha anh em nha. Good game. Elblade. Victory. Ván đầu tiên win luôn anh em ạ. Không phải nói nhiều, làm gì nó mệt. Đánh luôn ván thứ hai anh em ơi, không phải cái gì mình đổi quân sau anh em nha. Đánh luôn ván thứ hai cho nóng anh em ạ. Nóng hổi, hấp dẫn à, thì nó mới thích anh em ơi. Master 3. À, Master 3 với chúng tôi à, oánh hết anh em ạ. Master 3 cũng phải oánh. Ok, ra luôn anh em ơi. Master 3 với chúng tôi à. Ấy à. Bạn này ra ngay bà Mage đầu tiên luôn anh em ơi. Có dạng mana này luôn anh em ơi. Ok, có dạng mana này anh em ơi. Chết rồi, có vẻ tình thế lại xấu anh em ạ. Con thật ở đường giữa anh em ơi, anh em chú ý nhá. Chết này anh em này. Rồi anh em phải chú ý con thật đường rưỡi kìa anh em kìa. Đây, anh em phải chú ý con thật đường rưỡi kìa. Nó bắn cực kỳ đau luôn anh em ạ, đau quá. Đau rát luôn anh em ơi. Rồi xong phim. Thua rồi. Nhập ngay bạn Master này, chết người không chứ. Hay là đội ngoài này. Có thể nào dã tất đi anh em ơi. Trời ơi, mình đợi, mình cần một tố lốc. Ôi ơi, có tố lốc và khả năng win anh em ạ. Thế mới đau, ván thứ hai lại thua. Thứ hai thua rồi anh em ạ. Đen thế.
Hồi lại 10 kim cương anh em ơi, đánh luôn anh em nhá. Đánh luôn. À, mất toi 20 kim cương của mình rồi. Thế mới đau không? Đau quá anh em ơi. Có giảm mana anh em ơi, đánh luôn. Ôi giời, có thẻ này rồi. 4 mana rồi anh em ơi, bạn này có ấy. Bạn này hớt nhất là bạn này ra bộ ba cùng anh em ạ. Mình đoán chắc không có đâu. Thế mới đau anh em ạ. Có ngay bộ ba cùng. Đau lòng không chứ. Cố gắng đầu tư 20 kim cương phải lãi nhiều tí anh em ạ. Không phải nha anh em nhá, con thật ở đường giữa. Ok, đợi nó tiến gần tí thì anh em ta hút. Hút này. Chết chưa? Chết chưa? Xuống đời chưa? Giảm mana luôn anh em ơi. Giết luôn anh em ơi, giết luôn, giết luôn. Anh em thấy gì chưa? Xuống đời chưa? Thoải mái đi anh em ơi. Thoải mái đi. Mình còn cậu chuột hai quả căn đông anh em ơi. Ván này win rồi, win rồi, win rồi. Win rồi. Win rồi nào, win rồi. Đó. Ok, mình sẽ đổi deck anh em nhé. Deck 1 xem nào. Deck 4. Ôi, deck 4 là xạ thủ anh em ạ. Deck 5. Deck 3. Deck 2. Mình sẽ đánh deck 1 anh em nhá. Ok, đánh deck 1 tiếp. Bây giờ phải đánh đổi deck anh em ạ. Tùy cơ mà ứng biến thôi chứ không là nguy hiểm lắm anh em ơi. Master 3 quả này thôi rồi, mình xanh dần với bạn này rồi. Chết người không đi lại. Đốt đấy đi anh em ơi. Có ngay giảm mana anh em ạ. À đù. Rất thế nhờ. Mình sẽ thả đường giữa anh em, mình sẽ đoán đường giữa. Ôi xời ơi, không phải nghĩ ngợi gì anh em ơi. Bét bói tô thắng đây rồi. Cày thế nhờ. Băng nó như nhau thôi anh em ơi. Tất cả như nhau mà thôi. Anh em đợi tí nha. Ok, chắc chắn là con kiệt chết rồi. Bóp luôn đấy, anh em thấy gì chưa? Master 3, trận này anh phải oánh cả Master 3 anh em nhá. Oánh hết cả Master luôn. Master 3 này, Master 3 này, Master 3 này, Master 3 nè. Thôi xong rồi. Trận này khả năng mình thua đấy anh em ạ. Không, không được thua đâu. Mình không muốn thế, mình không muốn đó là điều thật đâu. Trời ơi, khỏe thế nhở. Bạn này có đang có Pi Pro M luôn anh em ơi. Thôi xong, đứt luôn Pi Pro M rồi anh em ơi. Trận này là như mình chưa quân yếu đa mình ngon rồi anh em ơi. Chịu rồi anh em ơi. Thua rồi. Bạn Master 3 này chơi hay thế nhở. Thế mới đau, ván 3 không thắng em ạ, mất tới 20 kim cương của mình rồi. 80 vàng em ơi. Lỗ rồi. Hồi 35 kim cương thôi, không hồi đâu em ơi. Mất nhiều kim cương quá rồi em ơi. Thôi, đi đánh cúp anh em nhé. Đánh cúp cho khỏe, đánh xem vườn nhờ cái kiểu này. Tốn kim cương lắm anh em ạ. Thua hoài luôn, nó bực mình. Ôi, gặp đâu nó chơi kiểu này nó công bằng anh bạn ạ, nhưng mà nó toàn gặp những đối thủ cao quá. Mình chơi quân giá như mình trận đấy mà mình chơi quân yếu thì ngon anh em. Mở đầu chơi quân xương mà có dạng mana lại ngon quá, gì nữa anh em. Ok, bây giờ chúng ta đi đánh cúp anh em nha, không lo cái vấn đề đấy, nó bỏ đi. Đốt rồng này anh em ơi. Đối thủ sao này, đối thủ có đánh không đây? Ây nhà, đối thủ chơi chất lượng phết nhở. Bộ ba cung của anh em ạ. Chất lượng đấy.
chất lượng ấy, chất lượng ấy, nhưng mà bạn lại đen rồi, chất lượng đấy. Ây da, khét thế nhở anh em nhỉ, khét thế nhở. Bạn đen rồi, gặp mình chơi hiệu ứng này là bạn thua rồi. Gặp ai không gặp, phải gặp người chơi tô thắng chơi hiệu ứng này. Chết bạn rồi. Chán luôn anh em ạ. Ra đến đâu thì chơi thua ngay. Fight for Honor này làm sao đánh được. Em ơi, Piper M này chết luôn anh em ơi, chán luôn rồi. Trận này win anh em ạ, có độc luôn anh em ơi, chết rồi anh em ơi, đỡ nào rồi nữa trận này. Bim 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 bim. Đối thủ sợ rồi. Và win anh em ơi. Ơi xoan. À, win rồi, win rồi, win rồi. Đó anh em thấy gì chưa? 6/8 rồi, ok, đánh tiếp anh em nhá. Xem bườn ship đen lắm anh em ạ. Chán luôn, chán muốn đánh nhá. Lord Harry cấp 7. Úi giời ơi, cấp 7 đừng. Cấp 8 mà đánh được, đừng nói cấp 7. Nào, cấp 7 mà lên được đây chính tỏ là chơi hay anh em ạ. Chơi hay thì khả năng mình đó là chơi quân yếu. Nào, xem bạn này như nào, hay là chơi quân xương, hay là chơi như nào, hay là chơi quân thật đây. Summon, chết tôi rồi. Để xem đã anh em ơi, anh em cứ từ. Mình đoán là con thật quả bạn ấy khả năng ở đường giữa, đường trên anh em ạ. Đấy, anh em thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Khỉ này, khỉ này, khỉ này, khỉ. Khỉ này. Khỉ à. Khỉ à. Thích khỉ không? Này, chết tất này, chết tất này. Chết tất này. Lên tháo thành. Bằng nhau tất rồi, bao nhiêu công của này đánh lại về mò tất anh em ạ. Lại thế ăn thành của này lại dính một quả pháo nhâm thành của mình mới đau chứ. Này thì chùm xương đông, ảnh xương tây, anh bền nắng, anh bền mưa. Chết. Ui sợi ơi, đau không các bạn? Quá đau đúng không các bạn ơi, đau quá gì nữa. Mình đang có hai con rồng các bạn ơi, phê. Phê quá. Phê ơi là phê. Con thật mà đấy đường trên. Không phải. Ok, phá nhâm thành các bạn ơi. Trời ơi, tổn thương bạn đấy quá các bạn ơi. Sức mạnh quả rồng. Sức mạnh quả rồng các bạn ơi. Đỡ nào được, đỡ nào được sức mạnh quả rồng. Đỡ nào được sức mạnh quả rồng các bạn ơi. Đỡ nào được sức mạnh quả rồng. Chịu rồi, bạn này thua chắc rồi, đánh nào được nữa anh em. Mom Ducation luôn anh em này. Yên tâm anh em, các bạn yên tâm. Chết tất. Gọi về anh em ơi. Không, bạn này không thể đỡ được. Hóa nhâm thành anh em ơi. Này làm sao mà đỡ được anh em. Khổ quá
con rồng nữa anh em ơi. Chết rồi. Bạn này thua rồi anh em ạ. Bạn này không thể đỡ được. Ok. Chọn 5 Pro M luôn anh em ơi. Bạn này chơi rất là tỉnh luôn, nhưng mà số bạn này hơi bị đen rồi, không được hay, không được ổn rồi. Chết nè. Chết nè. Đỡ nào được bạn ơi. Đỡ nào được. 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 Đỡ nào được bạn ơi, thua rồi. Win bạn ơi. Hết xì rồi. Phê quá anh em ơi. Phê. Ok, đánh tiếp anh em nha. 1945, số điểm đúng là 1945 anh em ạ. 1945, 2 triệu dân ta chết đói. Ok, xem bạn như thế nào được. Cấp 8 à. Xem đây anh em ơi. Bạn này lên cái 7 đấy. Đã từng lên cát 7 rồi anh em ơi. Nào, để xem như nào đã nào. Để xem như nào đã nào anh em. Anh em nóng thế nhờ. Chết tôi rồi. Anh em cứ từ từ, cái gì phải nóng thế. Tiếp con này luôn anh em ơi, để lại một con anh em ơi. Chết rồi, bạn này chơi bùn này thì chết người không chứ. Sợ chơi phong cách chơi bùn thế. Phong cách chơi bùn thế. Mình không thích chơi phong cách chơi bùn thì đâu nhá. Bạn đừng có chơi, chơi thế không công bằng đâu. Đừng có chơi thế mà không công bằng chút nào đâu. Anh em thấy chưa? Các bạn cứ từ từ nhá. Cứ từ từ thôi. Chọn 5 Pro M luôn anh em ơi. Mình sẽ thổi về nha anh em nha, thổi về. Đó, không việc gì phải căng thế. Không có gì phải căng thế. Ok, dòng đại chiến nào anh em. Dòng đại chiến nào anh em, việc gì phải căng thế. Việc gì phải căng thế anh em. Này thì bùn phóng to với chúng tôi à. Bùn phóng to với chúng tôi à. Bùn phóng to với chúng tôi à. Buồn phóng cái đi, trời ơi thua rồi, phóng cái gì nữa anh em ơi. Tượng thế nào, win rồi anh em ơi. Ôi giời, dễ quá, cộng 32 này anh em ơi, tuyệt luôn. Ok, mở gương Victory Trade luôn anh em ơi. Ui trời ơi, hai thẻ anh em ạ, cay thế nhỉ. Ây dạ, và ôi giời lại đẩy cát anh em ơi. Ok, như vậy mình được 4.000 vàng anh em ạ. Ơi xem bạn này như nào. Nên viên này mới có level 3, có nghĩa bạn này lên cấp 7 được một thời gian thì là xuống này anh em này. Nhưng mà không bằng cho mình, nhà mình đã cái khiên ở cấp 7 mình đã lên tận level 9 rồi các bạn ạ. Tội khổ thân bạn đấy quá. Trời cô kinh Viking dòng những con đấy anh em ơi. Ok, clip của mình xin tạm dừng tại đây anh em. Nếu anh em thấy clip này mình hay, nhớ cho mình một like, một subscribe, chia sẻ với mình nhá. Rồi, hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Bye bye.